Xin chào tất cả anh chị, tôi là Hùng đây. Ở trong cái video này thì tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh chị một trong những cái cách thức để giúp anh chị đưa cái sản phẩm của anh chị lên trên cái trang nhất Google, đấy, hay còn gọi là lên top Google với cái chi phí là thấp nhất trong cái khoảng thời gian là ngắn nhất. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu được cái hành vi mua hàng của khách hàng của anh chị là gì. Nếu như mà hành vi của anh chị khách hàng của anh chị mua hàng đó là họ lên Google, họ chữa ví dụ như họ muốn mua ví dụ họ muốn mua một cái bức tranh châu thường đúng không? Thì họ sẽ lên Google, họ search là tranh châu thường đúng không ạ? Và khi họ search cái tranh châu thường như thế thì nó sẽ trả lại cho người dùng những cái kết quả tìm kiếm. Và những kết quả tìm kiếm đấy thì bao gồm những kết quả tìm kiếm đến từ Google Ads, đến từ SEO website, hay là đến từ một trong những cái cách thức rất là đặc biệt nữa đó là Google Map, và đến từ cái việc là SEO Map. Và tôi biết rằng là không nhiều người biết về một cái hình thức vô cùng là tuyệt vời này. Và đây và bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sẽ đóng vai là một khách hàng. Chúng ta sẽ đóng vai là một khách hàng đang chuẩn bị tìm kiếm và muốn mua một cái sản phẩm gì đấy. Tôi lấy ví dụ như là ví dụ tranh treo tường phòng khách đúng không ạ? Ví dụ tôi sẽ tìm kiếm một cái từ này đấy. Những như chúng ta biết được là khi mà tôi search cái từ tranh treo tường phòng khách thì nó sẽ trả cho tôi những kết quả đó là những cái bên người ta chạy quảng cáo bằng Google Ads hay là chạy quảng cáo bằng Google Shopping đấy. Kế tiếp là đến từ những cái hình ảnh đúng không? SEO hình ảnh. Và kế tiếp nữa là những đến từ là những cái bài SEO đúng không ạ? Những cái bài SEO đó. Và kế tiếp những cái bài SEO là Google Map đúng không ạ? Anh chị có thể là Google Map. Ok, đó. Và tiếp theo nó là quảng cáo. Và chúng ta có thể thấy rằng là những cái vị trí Google Map nó nằm ở top. Như các anh chị thấy ở đây thì cái cơ hội để mà khách hàng có thể là họ click vào đó, họ click vào đúng không, xong họ ghé qua cái trang web đấy, họ ghé qua trang web để họ xem đó. Và khi họ xem họ thấy ở đây là những cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ, thì họ có thể là bấm vào hoặc là họ có thể là chat để tư vấn ở đây. Và như vậy là cái hành trình mua hàng đã xong. Và đối với cái hình thức marketing mà để lên trang nhất Google này, đây tôi sẽ quay lại cho anh chị xem. Các anh chị để ý nhá, không phải là chạy quảng cáo Google AdWords đúng không ạ, cũng không phải là SEO Google hình ảnh, cũng không phải là SEO website. Có sẽ mất rất là nhiều tiền để có thể tạo ra được những website để có thể SEO được như này đúng không ạ. Và đây nên là vị trí Google Map là chúng dễ dàng cho chúng ta lên được được cái trang nhất này đó. Hay tôi lấy ví dụ nữa là ví dụ tôi muốn mua một xe ví dụ tôi muốn tìm hiểu cái xe ô tô đúng không? Thì tôi sẽ tìm hiểu đại lý xe Vin Phát Mỹ Đình đúng không ạ? Đó. Thì ngay lập tức nó sẽ trả cho tôi những kết quả đến từ quảng cáo. Bốn kết quả đến từ quảng cáo đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên một số người họ sẽ click vào quảng cáo và một số người họ sẽ muốn xem thêm những cái thông tin ở bên dưới nữa đúng không ạ? Và ngay bên dưới luôn là chúng ta có thể biết được là đây là những cái vị trí là xe ô tô là ở gần chúng ta nhất đấy. Và khi mà ở gần chúng ta nhất thì những cái kết quả này thì cái cơ hội mà họ kích cái hành vi người dùng ấy, họ kích vào thì rất là cao các bạn nha. Đó, ví dụ khi họ kích vào như này, họ xem vị trí này như này, nó có những cái thông tin như này và họ muốn tìm hiểu thêm về cái trang web đúng không ạ? Đó, họ muốn tìm hiểu thêm cái trang web thì đây là cái trang web đó đúng không ạ? Đó, và trong trang web này thì nó có những cái thông tin đây, ví dụ đây cái anh Phạm Quang Đại này là người bán xe ô tô VinFast đó, thì bạn có thể là gọi điện hoặc là gửi cái email cho anh người này đó. Và như vậy là cái cách thức mà cái người mà cái anh Phạm Quang Đại này anh marketing thì đã thành công trong cái việc tiếp cận khách hàng với cái chi phí vô cùng là thấp đấy anh chị nha. Và đặc biệt nữa là tôi có rất là nhiều khách hàng họ kiếm tiền được từ
Họ kiếm tiền rất là tốt từ cái công cụ Google Map này. Đấy. Nhưng mà không phải là cái bất cứ dịch vụ nào cũng có thể làm được. Một số dịch vụ thì Google sẽ không ưu tiên cho việc hiển thị lên cái trang nhất này. Đó. Thì do có một cái điều rất là quan trọng đấy là khi mà bạn tạo ra được cái map này thì bạn cần phải xác minh nó, và khi bạn xác minh nó thì bạn mới có thể là đăng được những cái hình ảnh lên này và trả lời được cái người mà người ta bình luận ở trong cái phần Google Map này, và đồng thời đấy là bạn mới có thể SEO được cái vị trí map đấy, làm sao để cho nó lên top và nó giữ top được. Rất là tuyệt vời đúng không? Hay hay ví dụ như thế này, có một cái từ khóa, hay là ví dụ như là anh chị, ví dụ là cái tên công ty của anh chị chẳng hạn, đâu tôi lấy ví dụ đây là một cái thương hiệu của tôi, đây tôi sẽ mở một cái tab mới. Đó, đây là một cái thương hiệu, tôi lấy ví dụ đây là một cái thương hiệu nha. Đó, một cái thương hiệu có tên là SMS Go đúng không ạ? Và khi tôi sở cái thương hiệu SMS Go này thì nó sẽ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện cái gì ạ? Nó sẽ xuất hiện cái map ở bên tay phải trên màn hình của tôi. Đấy. Và đồng thời là những cái website ở bên này, ở bên tay bên ở bên trái các bạn có thể nhìn thấy đó, và các bạn có thể thấy rằng là khi họ nhìn vào cái điểm này thì cái sự lôi cuốn về mặt hình ảnh thì người ta bị lôi cuốn ở phần góc phần bên phải rất là nhiều, và họ có thể là xem thêm những cái thông tin đó, ok, và đồng thời họ có thể là click vào cái website để họ xem thêm những cái thông tin ở trong website này đó. Các anh chị thấy nhá, đây là một website mà Google tặng miễn phí khi mà chúng ta tạo được một cái điểm Google Map có xác minh đó. Và cái việc xác minh này thực ra thì nó cũng không nó cũng khá là phức tạp đấy, và để xác minh được cái địa điểm Google Map này thì các bạn sẽ mất 14 ngày. Tuy nhiên mà cái số lượng mà có thể nhận được cái điểm Google Map thì nó không nhiều. Bên mình ấy thì là có thể hỗ trợ được cho các bạn, đó là bên mình thì có số sẽ hỗ trợ được cho các bạn là tạo được cái vị trí điểm map này đó, và chỉ trong vòng 24 giờ là các bạn có thể nhận được. Và các bạn sẽ có hai sự lựa chọn là các bạn có thể là chủ động là SEO cái điểm map này, là bên mình sẽ hỗ trợ là gửi tài liệu cho các bạn, hoặc ví dụ các bạn có thể cần một bên có thể là hỗ trợ các bạn SEO cái map này để cho thúc đẩy đưa cái tên, đưa cái dịch vụ cũng như là đưa cái keyword về doanh nghiệp của anh chị lên cái trang nhất Google như thế này đó, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi đấy. Các anh chị có thể để lại cái phần bình luận ở bên dưới cái video này, hoặc các anh chị có thể inbox cho tôi, đây đây là cái Facebook của tôi đó, thì các anh chị có thể inbox cho tôi đó. Ok, và đây là cái Facebook của tôi nha, đó các bạn có thể sở cái Facebook của tôi là Binance Hùng đấy, cái đuôi là Binance Hùng này là nó sẽ ra. Ok, rất là cảm ơn bạn đã xem cái video này. Đừng quên liên hệ với tôi nếu như bạn cần được tư vấn. Số điện thoại của tôi là 0949 931 431. Đó, ok, mình dùng Zalo số này nhá. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu có bất cứ cái thắc mắc hay có bất cứ câu hỏi gì thì có thể để lại cái phần bình luận ở bên dưới. Ở trong cái phần rất là ngắn này thì tôi sẽ không chia sẻ hết cho các bạn những cái cách thức để có thể là giúp cho các bạn đẩy lên top được. Thì tôi sẽ hẹn bạn ở những cái video khác, hay là bạn có thể là tôi sẽ chia sẻ sâu với bạn khi mà chúng ta kết nối với nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nếu thấy video này hữu ích thì xin cho một like và bấm vào nút đăng ký kênh ở bên cạnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.